Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 16 tháng 1. Đợt không khí lạnh tăng cường trong đêm nay sẽ tác động đến các tỉnh phía Bắc nước ta và trong vài ngày tới sẽ tăng cường xuống phía Nam. Do tác động của bộ phận không khí lạnh, nền nhiệt khu vực tỉnh giảm trở lại, thấp nhất từ 21 đến 25 độ. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Ngày mai, trời tiếp tục có nắng hanh nhưng thời tiết khá mát mẻ. Mức nhiệt cao nhất chỉ từ 29 đến 31 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai, các vùng biển trong cả nước, trong đó có vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu chuyển xấu, nên bà con ngư dân cần chú ý đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi ra khơi. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Do không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam, nên từ ngày mai, thời tiết biển lại chuyển xấu. Đêm nay và ngày mai, vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, ngày mai mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 17 tháng 1 năm 2021, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 3 giờ 0 phút, thấp nhất 95cm xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút.